bạn học sinh viên thân mến. Thì hôm nay chúng ta rất là vui vì chúng ta được quy tụ trong ngôi nhà thờ này để tất cả chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và đồng thời có thể nói rằng là một cái dịp lễ mừng lễ bổn mạng của chúng ta. Và hôm nay thánh lễ này được lòng trong một cái cử hành phục vụ đặc biệt, đó là thánh lễ truyền giáo. Vì thế hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài ý tưởng về cái công việc truyền giáo. Thế rồi tất cả chúng ta được mời gọi lên đường để trở nên những môn đệ đích thực, những người trẻ sai cơ báo tin mừng đem Chúa đến khắp mọi nơi trên đất Việt Nam của chúng ta. Các bạn thường nghe truyền giáo. Vậy thì chúng ta hiểu như thế nào là truyền giáo? Truyền giáo là truyền cái gì? Ai biết đâu đưa tay trả lời đúng, lát cha thưởng cho cái CD. Rồi mời con nói lên tên. Truyền giáo là truyền cái gì? Truyền giáo là sao? Con nói lớn lên cha nghe đi. Là đem Chúa đến cho mọi người. Có phải vậy không con? Phải không? Nghe không chả là cháu con không rồi. Lát nhớ đòi cha cái CD nha. Truyền giáo. Giáo là gì? Giáo là đạo, là cái con đường chúng ta phải đi. Chúa Giêsu Ngài xuống trần gian này để Ngài loan báo tin mừng, giới thiệu tình yêu của Chúa đến cho quốc dân. Cho nên Chúa Giêsu quy tụ các môn đệ, và trước khi Ngài làm điều đó, Ngài đã đi khắp nơi để Ngài loan báo tin mừng. Tin mừng là tin vui, là đem đến cho những người bị áp bức được giải thoát, đem đến cho những người bệnh tật được chữa lành, và đem đến cho những người lầm than, cơ nhỡ, những người tội lỗi được giải thoát và được tha thứ. Cho nên một năm giáo hội của chúng ta mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho cái công việc truyền giáo. Và chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được rửa tội, tất cả chúng ta được mời gọi vào cái chức vụ đó là ngôn sứ, là loan báo. Vậy thì ngày hôm nay trong cái thời đại này, cái xã hội này, chúng ta phải giới thiệu Chúa như thế nào để đạt hiệu quả và đúng theo cái con đường của Chúa? Các bạn thường nghĩ rằng là truyền giáo là công việc của quý cha, của quý sơ. Điều đó đúng, không phải là sai. Nhưng cái công việc truyền giáo đó được mời gọi cho tất cả mọi người. Khi chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta làm con cái của Chúa, chúng ta được sống trong lòng của giáo hội, chúng ta được mời gọi vào chức vụ công sứ là để loan báo tin mừng. Nhưng loan báo tin mừng không chỉ bằng lời nói, bằng lời của Chúa, mà còn được mời gọi một cách sống động, đó là qua cái đời sống chứng tá của mọi người chúng ta. Các bạn là những người trẻ, các bạn được sống và làm việc trong nhiều cái môi trường khác nhau. Nào là đi học, bạn nào còn là sinh viên đi học đâu, đưa tay lên xem coi. Đưa tay cao lên để con coi cô đang bao nhiêu sinh viên rồi để tay xuống. Bạn nào đang đi làm đâu? Đi làm nhiều hơn. Cảm ơn các bạn. Do đó cái môi trường sống của các bạn hiện tại là cơ quan xí nghiệp, là trường học. Vậy thì cái
cái điều tiên quyết mà đòi hỏi chúng ta phải truyền giáo đó là bằng cách sống của chúng ta. Ở trong môi trường nào chúng ta sẽ sống chu toàn bổn phận của mình trong cái môi trường đó. Là một sinh viên trên giảng đường, chúng ta phải học tập tốt, chúng ta phải thực hành nghiêm chỉnh trong việc học, trong việc thi cử. Và trong môi trường làm việc, các bạn phải là những người luôn sống giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn và nâng đỡ những người xung quanh mình, những người cùng làm việc với mình, nhất là những người không cùng tôn giáo chúng ta. Bởi vì các bạn biết, người ta không biết Chúa của mình là ai, nhưng người ta sẽ thấy Chúa hiện diện nơi chúng ta qua cách sống, qua việc chia sẻ. Một người Kitô hữu không thể nói chuyện với những người khác bằng những lời thô tục. Một người Kitô hữu không thể làm việc gian dối, gian lận trong công việc, mà ngược lại, bằng lòng chân thành của mình, bằng sự đơn sơ, bằng sự khiêm nhường, và đặc biệt đó là luôn yêu thương và giúp đỡ. Tôi biết các bạn là những người trẻ, các bạn không phải là những người giàu có về tiền bạc, nhưng trước hết các bạn phải giàu lòng nhân ái. Phải giàu lòng nhân ái giống như Chúa Giêsu, Ngài là một người rất giàu lòng bác ái yêu thương mọi người. Đọc suốt tin mừng chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu đi khắp nơi, nhìn thấy được những cái sự khó khăn, những sự vất vả, những đối khác của những con người lầm than. Chúa chẳng lòng thương và Ngài đã ra tay giúp đỡ. Chúng ta ngày hôm nay cũng được mời gọi như thế, lên đường để chia sẻ, để trao ban. Đó là tất cả những điều mà các bạn được học giáo lý, các bạn được lời so sánh mỗi ngày. Cho nên mỗi một lần mà chúng ta mừng lễ truyền giáo là chúng ta được mời gọi nhìn lại cái đời sống bác ái của chúng ta, và để rồi từ đó chúng ta mới lên đường và chia sẻ và đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Một cái mẫu gương trong cái đời sống để lên đường bác ái giúp đỡ, các bạn hãy chiêm ngắm cái mẫu gương của Đức Mẹ Maria. Mẹ đã lên đường một cách vội vã, một cách vội vã để thăm viếng, để giúp đỡ, để chia sẻ người chị em họ của mình. Mỗi một ngày chúng ta có biết bao nhiêu cái hành trình vội vã, nhưng cái vội vã của chúng ta mang lại cái lợi ích cho người khác hay không, hay là cái vội vã đó là để đi chơi, cái vội vã đó là để cho chúng ta có những cái giờ nó vô bổ, hay là vội vã để rồi tuần năm tuần bảy chúng ta nói chuyện người này nói chuyện người kia mà chúng ta không có vội vã lên đường để đến với bạn của mình, em của mình, những người cần sự giúp đỡ, sự hỏi han, nâng đỡ chúng ta. Đó. Vậy thì truyền giáo là chúng ta trước hết phải coi lại đời sống chứng tăng của mình. Bởi vì không ai cho người khác cái mà mình không có. Nếu các bạn sống trong một môi trường các bạn giới thiệu về Chúa cho người khác, các bạn phải hiểu biết giáo lý Chúa của mình là ai, sống như thế nào, và mình đã sống như thế đó chưa. Bởi vì nếu như tôi là một người trẻ ngày hôm nay, tôi không có đời sống cầu nguyện, tôi không có đến nhà thờ thường xuyên, tôi không tham gia các hoạt động bác ái xã hội của giáo xứ, của các hội đoàn, thì chúng ta có cái gì để mà chúng ta chia sẻ? Bởi vì khi các bạn tham gia những cái công việc bác ái xã hội có sự gia chạm, và từ đó các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm, các bạn sẽ lớn lên trong cái đời sống cầu nguyện của mình, Chúa sẽ hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta đi. Đó chính là những cái hành trang trên cái bước đường của chúng ta đi truyền giáo. Truyền giáo ngày hôm nay nó không phải là một cái người đi đến vùng, chỉ là người đi đến vùng miền đất này hay đất nọ, nhưng truyền giáo đó là cách sống giữa chúng ta với nhau. Bởi vì khi chúng ta sống, chúng ta chia sẻ, chúng ta đến với nhau nâng đỡ, thì chúng ta sẽ nhận ra các bạn là những người Kitô hữu,
các bạn là những cái môn đệ đích thực, vì ở đâu có sự hiện diện yêu thương huynh đệ là nơi đó có sự hiện diện của Chúa. Hôm nay chúng ta mừng lễ bổn mạng của mình như ngày truyền giáo, chúng ta được nghe các kinh mục của Thánh Luca, Chúa Giêsu kể cho các môn đệ cái dụ ngôn. Cái dụ ngôn này mục đích dạy chúng ta cái gì các bạn? Mục đích dạy chúng ta đó là các bạn phải cầu nguyện liên lụy, cầu nguyện không ngừng. Bởi vì trong dụ ngôn này kể rằng cái ông quan tòa này, ông coi Chúa chẳng có ra gì, ông cũng coi thường người khác. Vậy mà có một cái bà bắt đến, bà cứ lẻo đẻo, bà cứ xin mãi kêu ông là phải giải quyết cho bà cái việc mà người ta làm hại bà, làm tổn thương cái bà này. Bà cứ đứng, cứ nói riêng, cuối cùng ông quan tòa này phải giải quyết. Chúa Giêsu đưa dụ ngôn này để nói rằng con người với nhau mà người ta còn có thể đón nhận. Vậy thì Chúa là cha của anh em, Chúa là cha của các ngươi, thấu hiểu được tận tường những cái điều các ngươi cầu xin. Thiên Chúa Ngài nhậm lời và Ngài xin chúc lành cho chúng ta với một cái điều kiện, đó là gì? Đó là chúng ta có phó thác hết lời cầu nguyện mình cho Chúa, mình có tin tưởng hết cái lời cầu nguyện của mình và lòng trong cậy của chúng ta. Và cái tiên quyết hơn nữa đó là chúng ta phải cầu nguyện liên lụy và không ngừng. Đây chính là một cái điều mà các bạn trẻ ngày hôm nay chúng ta hay vướng mắc. Đôi khi các bạn đến nhà thờ, các bạn chỉ tạ ơn Chúa những cái gì mà chúng ta cầu xin được, và xong rồi, xong việc là chúng ta lại quên Chúa, chúng ta không nhớ Chúa. Cho nên cái đời sống trong đi rao giảng, đo báo tin mừng, nó không chỉ là những cái hoạt động về mặt áo, mà nó đi đôi việc cầu nguyện. Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện Chúa Giêsu đến nhà thăm hai chị em Martha và Maria. Đó cũng là cái bài học, cái câu chuyện mà Chúa dạy giữa đời sống hoạt động và đời sống cầu nguyện kết hợp với nhau. Chúng ta đang sống trong tháng 10, tháng mừng ngôi. Đây là cái dịp để cho các bạn hãy trở về với lời mời gọi của mẹ Fatima năm 1917. Mẹ mời gọi cả thế giới hãy tôn sùng trái tim mẹ, hãy đền bù tội lỗi, ăn năn sám hối, và đặc biệt đó là siêng năng lần hạnh kinh mừng ngôi. Tôi chia sẻ nói với các bạn rằng các bạn không phải là những người giàu có về tiền bạc, nhưng các bạn sẽ vào lòng giàu lòng nhân ái và đời sống đạo đức. Chính cái hạnh kinh mừng ngôi mỗi ngày các bạn cầu nguyện, các bạn dâng nguyện cho Đức Mẹ, lời kinh mừng ngôi ấy sẽ giúp cho các bạn khi này và trong giờ lâm tử. Và chính cái trạng hạnh kinh mừng ngôi đó là một chìa khóa bản năng để giúp cho các bạn vượt qua được những khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống này. Cho nên cái lời nhắc nhở trong thánh lễ hôm nay, các bạn hãy luôn luôn mang bên mình cái lòng mến yêu Đức Mẹ và nhờ Đức Mẹ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa. Vậy thì để đến được với Mẹ, đến được với Chúa, các bạn phải có một đời sống cầu nguyện liên lụy và không ngừng. Và cụ thể hàng ngày đó là gì? Đó là các bạn hãy siêng năng lần hạnh mừng ngôi. Tôi xin hỏi các bạn ở đây, ai mỗi ngày có đọc kinh sáng không đưa tay? Để tay xuống. Ai có đọc kinh tối đâu đưa tay? Kinh sáng thì ít hơn. Ai mỗi ngày có lần chửi cho Đức Mẹ, ít nhất là một chửi, đưa cao hơn. Đức Mẹ thấy nha. Rồi chúng ta để tay xuống. Còn những người không đưa tay là sao? Những người không đưa tay chắc có lẽ là tôi nghĩ rằng là vì mình khiêm nhường. Đối với Đức Mẹ không phải là việc đọc một chuỗi, hai chuỗi hay ba chuỗi, nhưng cái việc quan trọng đó là chúng ta có thường xuyên nhớ đến Đức Mẹ mỗi ngày hay không. Các bạn hãy nhớ lần chuỗi mỗi ngày, các bạn sẽ thấy đời sống của các
bạn sẽ khác hơn và các bạn sẽ thấy mình gần Đức Mẹ hơn, gần Chúa hơn, và như thế chúng ta sẽ có cái tâm tình yêu mến giáo hội và chúng ta sẽ yêu mến cái công việc truyền giáo. Kính thưa các bạn, giáo hội của chúng ta sẽ phát triển không ngừng nếu như không có sự hiện diện của các bạn, nếu như không có những cái bàn tay nối tiếp bàn tay, thì những bước chân ấy sẽ vẫn đi trên cái đồng truyền giáo quê hương Việt Nam như chúng ta. Chính các bạn là những hạt giống được gieo vào lòng đất, được gieo vào trong thế gian này. Các bạn là người con cái của Chúa, các bạn là những môn đệ, các bạn là những người trẻ ngày hôm nay. Chính các bạn sẽ là những chứng nhân sống động từng ngày để các bạn giới thiệu Chúa đến cho mọi người. Trong thánh lễ sáng hôm nay, quý cha sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bạn thật nhiều. Với thánh lễ này như một món quà lễ vật dâng lên cho Chúa, xin Chúa nâng đỡ, chúc lành và hướng dẫn các bạn mỗi ngày trên cái con đường đời sống tinh của mình, mỗi ngày mạnh mẽ hơn để các bạn can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc đời này. Amen. Chúc các bạn thánh lễ hôm nay.